막 요요. 뱀사월. Mẹ chậm vậy. Mạng mẽo như cái nồi. Có con Pokemon này, hình quả măng cụt này.
PC 跟 Steam 的呢 ？Super effective。嘿嘿，我哎，啊呜，快点！À Phương, con Phuno của mày tiến hóa rồi đấy Phương. Trông bốn đời lắm. Úi úi, bọn này khỏe lắm, không đánh được.
Ê, mày có cho tao nghe điểm gì? Mystic Victor. Cái này tăng sức mạnh cho Pokemon nước. Ủa. Ơ, cho anh lấy. Ngầu thế. Cái gì? Cái bảo trì server? Bảo trì server nữa. Cluster. Đăng ký đánh gym. Số đằng sau lưng áo đó chứ.
Oui, allez. Ê, dẫn mình đến nhà trọ. Bay đúng không? Không thấy nơ luôn này. Chui vào đâu nhỉ? Mạng bị làm sao? Sửa server thật à?
kìa, có vị anh hùng sống quất en siêu thật kìa. Huyền thoại ở Gala, đây là. Đây là bức tượng hình một vị anh hùng đã cứu vùng đất Gala này. Đâu, kể hết đi xem nào. Trước đây rất là lâu rồi, có một cái cơn bão đen bao trùm toàn Gala. Mọi người gọi đó là những ngày đen tối. Ồ, vùng đất này đã bị tấn công bởi những con Pokemon khổng lồ. Nhưng mà bọn chúng đã bị tiêu diệt bởi một vị anh hùng cầm kiếm và khiên. Bức tượng này chính là giữ lại hình tượng của vị anh hùng đó. Đoán rằng là vị anh hùng đấy mạnh phải như ly vậy. Mình đang tìm hiểu với con mấy con Pokemon mà mình gặp được trong cái đợt ở trong rừng ấy mà. Rồi, bữa nay mình sẽ ở lại cái khách sạn này. Có hiểu mạng bị làm sao? Lại không thể check in, mấy thằng này là thằng nào đấy? Bọn này là Yao Team. Bọn tao chỉ đến đây để giúp đỡ thôi. Nhưng mà mày muốn dừng bọn tao lại thì phải đánh nhau. Oh, what đánh luôn đi còn làm gì đấy. Cái thằng đầu gấu này. Người tao check in ở khách sạn. Bọn này nó cái gì? Định làm bảo kê khi đánh gym à? Ôi mẹ chúng mày luôn. Di ra gom. Ây da, chưa rồi mình Pokemon nước nó được. Ở đây tôi kiếm một thằng đội thằng khác. Đội thằng này. À mày thấy cái đi. Ew. Yếu xíu kìa, trời ơi, đá cho tất cả đấy. Là vừa chín bỏ. Ôi, biết, biết. Thế, cớ bị mẹ luôn. Gọi nó khác vào đây, cướp được 720 đồng. Dễ vãi nổi cũng đòi làm đầu gấu rồi tiếp theo đấy. Chắc là không phải đổi đâu, bọn này yêu vãi cho nổi này. Level 9 đá vào mặt. Tách này đập vào mặt nó. Quỷ ấy ba chết luôn à, như thế đánh hai hai vs hai à? Ao là hợp một người tham gia game challenge năm nay, người ta sẽ trở thành champion tiếp theo. Nghĩa là mình đánh đôi luôn.
chơi 2v2 luôn. Ủa, không chọn được. Ủa, tay cũng được mà. Không bấm được nút gì. Ủa, sao không bấm được nút gì ta? Đó đơ game à? Ơ? Ủa, cái tay cầm biến sao rồi? Pay lại cái tay cầm, không bắt được. Không pay được này. Ngáo có thật ạ. Cái wifi của cái kia bị ông bị làm sao ấy. Nó không bay được. Đi đi. Rút hai cái cho con ra xem nào. Ủa không bay được tay bên phải. Ủa nó không bay luôn. Làm sao ta? À được rồi. Bố gọi.
灭干咗。小黑，咦？會來嗯喂食個麵什麼你定呢爸中來給anh ấy cho tiền có ổn thế nào mẹo con cứt vậy